Hai, chào chị Hoàng. Chị Hoàng Chào khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Chị Hoàng ấy thì hôm nay thì em gọi điện cho chị để mà hai chị em mình có buổi mà trò chuyện với nhau, để tại vì hôm trước thì chị có điện thoại cho em á, là có chia sẻ là bà con tại địa phương chị cũng nhiều bà con khó khăn á, thì cho nên thì hôm nay thì em gọi điện lại. Chị Quang chào cô chú chị biết khán giả trước đi nè. chào cô chú anh chị. Dạ thì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì chắc cô chú anh chị đã từng xem video mà Xanh có giúp nhà chị Diện á, thì cô chú anh chị biết khán giả cũng không có xa lạ gì tới chị Quang. Thì chị Quang cũng là một người hàng xóm của chị Diện thôi, nhưng mà rất là tốt tâm luôn, cũng hay tới lui để quan tâm nhà chị Diện. Cho nên thì cũng nhờ chị Hoàng giới thiệu thì Xanh mới qua giúp, mới biết hoàn cảnh của chị Diện. Thì cô chú anh chị cũng rất là thương chị Hoàng, cho nên thì Xanh cũng cảm nhận được chị Hoàng đó là người cũng có tâm, cũng có tình cảm. Cho nên thì khi khi chị Hoàng liên lạc lại với Xanh đó thì Xanh rất là vui, thì Xanh được hỏi thăm sức khỏe chị Hoàng. Thì chị Hoàng có chia sẻ là bà con trong vùng của chị Hoàng đó rất là khó khăn, nên thì Xanh mới nhờ chị Hoàng để mà giúp bà con. Chị Hoàng ấy thì hiện tại thì hôm trước thì chị có điện thoại cho em á, em nhờ chị đến đây là khảo sát để lấy danh sách bà con nghèo á, thì mình lấy được bao nhiêu danh sách bà con nghèo chị Hoàng? Bây giờ hiện tại là chị lấy 50 phần đó, chọn được Dạ 50 phần. dạ 50 phần phải không? 50 Dạ phần trước chị tính xin là 150 phần lận mới đổ qua em. vậy hả? Rồi Tại vì còn hoàn cảnh khó nhiều lắm. dạ, thì bây giờ thì hiện tại thì chị cứ giúp 50 phần đi, rồi từ từ mình phát, tại vì trong thời điểm mùa dịch đó thì không thể nào mà mình phát một lần được đâu, mình phát mình phải tuân thủ 5K chống dịch đó. Vậy thì chị Hoàng ấy thì em có ý kiến thế này, thì chị phát thì thay vì lúc trước anh Dư phát thì 200 ngàn gồm gạo với nhu yếu phẩm, nhưng mà bây giờ thì theo yêu cầu của các cô chú mạnh thường quân thì mình sẽ phát phần quà trị giá 250 ngàn, trong đó là nhu yếu phẩm với gạo, với mình mua thêm trứng gà đi, là trứng vịt gì đó, nếu mà không có trứng gà mua trứng vịt nhé. Chị mua trứng vịt. Dạ một chút xíu nữa thì em sẽ công bố số tiền của các cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ 50 phần quà này, là số tiền của các cô chú có tên trong danh sách. Nhưng 50 phần thì một phần 250 ngàn thì nó bằng là 12 triệu 500 ngàn đồng đó chị Hoàng. Đúng Một rồi. chút xíu nữa em sẽ chuyển khoản cho chị ha, 12 triệu 500 ngàn nha. Là nhờ chị phát quà cho bà con nghèo khó khăn ở đó là 50 hộ đi. Thì phát cái này xong đi rồi chị tiếp tục chị phát, phát là 50, 50 thôi chị. Nha, mình phải giữ sự an toàn, với lại mình giống như em có chia sẻ phải đeo khẩu trang, với lại mình quà mình đem tới nơi á, mình để trước sân thôi, mình đừng cho bà con ra tiếp xúc với mình, để trước sân này cho bà con lấy nha. Tiếp xúc mình phải giữ khoảng cách trên 2 mét. Rồi vậy thì chị Quang ấy thì bây giờ thì như vậy đi, bây giờ thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị mua là gạo 10 kg, Rồi. một chai nước mắm với một một bịch bột ngọt với Rồi. đường Rồi. với hai chục hột vịt. Dạ. Còn phần của chị còn khô chị cũng cho một phần khô ít à. Dạ hả? Trời ơi, rồi có nghĩa là khô đó là của chị bán khô đó, rồi chị chia sẻ cho bà con đó, cũng giúp cho bà con luôn phải không? Ờ, đúng rồi, rồi chị đã đi xin giao mấy mấy cô chú anh chị ở bên đó, xóm Ngã Cẩy ở mà Mỹ Phú Mỹ á, chị Dạ. xin 50 phần quà là 50 50 bịch giao. Dạ vậy tốt quá, mình phải cho đúng đối Đúng rồi. tượng. Dạ đúng đối tượng, nhưng mà cũng không có nghĩa là nhà tường mình không cho, nhà tường nhưng mà người ta cũng có cái nhà thôi, với lại mùa dịch bệnh người ta cũng khó khăn nha, nên mình Con cô chú đi Sài Gòn hết rồi, đâu có ai gửi tiền gì được, mắc kẹt ở trên Sài Gòn á. dạ thì khó khăn mình cứ giúp đi bà con. Lúc này thì một nắm khi đói bằng một gói khi no. Thì bây giờ thì trước tiên em cũng thay mặt của chú chị Mạnh Thường Quân cảm ơn chị Hoàng, với lại nhờ ông xã chị Hoàng sẽ quay video gửi cho em nha. Nói chung là mình video nếu mà mình quay rất là dài, nhưng mà mình quay gọn gọn lại thôi, quay gọn gọn lại để cho em đưa video lên, để cho tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân biết, khán giả trong ngoài nước là có sự sẻ chia, để cô chú anh chị khán giả là cũng chung vui luôn.
tại vì chia sẻ được giúp đỡ cho người khác thì cũng vui, nó giống như bản thân em với các cô chú Mạnh Thường Quân với khán giả cũng vậy. Ừ, chị cũng thay mặt cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn, tại vì ở đây đang đang rất là khó khăn luôn á, Dạ. cho phần quà vậy ai cũng mừng hết trơn, cô chú nào cũng nghe cũng mừng hết. Dễ hả? Rồi bây giờ thì em Ừ. xin được phép chào chị Hoàng và em sẽ đọc tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho phát quà trong ngày hôm nay là 50 phần quà. Rồi chị phát xong đi rồi tiếp tục mình sẽ phát cho bà con thêm 100 phần nữa, mình chia làm 3 đợt chị Hoàng ha. Rồi chào chị Hoàng chứ. Dạ. Cũng chị cũng thay mặt cảm ơn em, thay mặt cô chú anh chị cũng cảm ơn em nhiều lắm, cũng có em cũng có mấy có mới biết cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền lại cho mấy cô chú bên đây, Dạ rồi, vậy thì mình cùng cảm chung ơn rất tay. là nhiều Dạ luôn. dạ rồi, vậy thì mình cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh ha. Đó, mình sẽ bước vào một cuộc sống mới, một niềm vui mới trong cuộc sống mới nha. Rồi chào chị Hoàng, chúc chị Hoàng ngủ ngon nha, nữa đi phát quà cho bà con quay cho em nha. Rồi, chị cảm ơn em nha. Rồi chào chị Hoàng nha. Rồi Kính good thưa night tất chị cả các Hoàng. chú anh chị với khán giả, với mình Thư Vương đang xem cái Hoàng Xanh thì lúc nãy thì Xanh đã trò chuyện với chị Hoàng xong rồi. Thì hôm trước thì Xanh có chia sẻ lúc nãy chị Hoàng là hôm trước là chị Hoàng có liên lạc với Xanh đó, là nói là bây giờ bà con khó khăn thì trong thời điểm này thì rất là cần sự giúp đỡ, cho nên thì nhờ Xanh làm một nhịp cầu nối để cho chị Hoàng là có thể là mang số gạo nhu yếu phẩm đó để giúp cho bà con nghèo đó cô chú anh chị. Thì bây giờ thì Xanh với chị Hoàng đã chia sẻ rồi, thì bây giờ thì hai chị em thống nhất là sẽ phát trước 50 phần đó, rồi sẽ tiếp tục là 50 phần, tiếp tục 50 phần nữa, tổng cộng là 150 phần. Một lần nữa thì Xanh cũng xin thay mặt bà con khó khăn trong thời điểm này rất là chân thành cảm ơn quý báu đến tất cả các chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có lòng hảo tâm để mà giúp đỡ. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, với Mạnh Thường Quân đang xem cái Hoàng Xanh thì hôm trước thì Xanh gửi cho anh Dư phát quà đó thì còn lại số tiền là 4 triệu 450 ngàn, thì Xanh có nói là Xanh phát tiếp theo đó. Bây giờ thì số dư này Xanh sẽ cộng thêm tiền của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ngày hôm nay. Cô Thi Lê ở bên Úc ủng hộ cho 400 đô Úc, tương ứng với 6 triệu 800 ngàn đồng. Và số tiền của cô Hường Lý ở Mỹ, cô ủng hộ cho 2 triệu đồng. Thì tổng số tiền Xanh tổng lại được là 13 triệu 250 ngàn đồng. Thì lúc nãy Xanh có chia sẻ là sẽ phát 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng. 13 triệu 250 ngàn trừ cho 12 triệu 500 ngàn đồng thì còn lại số tiền là 1 triệu 250 ngàn, thì Xanh sẽ phát cho đợt sau đó cô chú anh chị. Thì Xanh làm từ thiện ấy, thì Xanh làm là đâu đó rõ ràng, giống như lần trước là Xanh phát, Xanh cộng lại tiền của các cô chú anh chị đã giúp đỡ đó rồi được bao nhiêu thì Xanh sẽ phát. Rồi sau đó nếu mà Xanh phát mà còn dư số còn lại, số lẻ đó ít nhiều thì cũng là con số dư lại đó, thì Xanh sẽ để tiếp tục Xanh đọc tên các cô chú Mạnh Thường Quân đợt sau, Xanh sẽ cộng vô tiếp, cộng dồn đó. Thì cho nên thì làm việc cái đâu đó rõ ràng là như vậy đó cô chú anh chị. Thì còn lại là số tiền là 1 triệu 250 ngàn, thì sắp tới Xanh sẽ phát thêm là 100 phần quà nữa, thì Xanh sẽ đọc tiếp, Xanh sẽ đọc tên các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ tiếp theo. Và cô chú anh chị ơi, thì Xanh cũng xin được phép chia sẻ một chút xíu nỗi niềm của Xanh. Đó là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tiền cho Xanh đó thì Xanh giữ nhưng mà Xanh sẽ sử dụng từ từ giống nhiều cô chú anh chị gửi cho Xanh có khi là Xanh chưa sử dụng tới, là bởi vì là chưa có những cái hoàn cảnh là sử dụng tới thì Xanh cũng ghi trong sổ thôi. Nó giống như cô chú anh chị gửi cho Xanh là số tiền phát gạo nhưng mà hôm nay Xanh phát, cô chú anh chị nói hôm trước sao gửi tiền cho Hoàng Xanh phát gạo á, sao bây giờ thấy phát gạo rồi mà không có dùng cái số tiền của cô chú. Thì cô chú anh chị hãy thông cảm cho Xanh, tại vì Xanh mỗi lần Xanh phát là số lượng bao nhiêu thì Xanh sẽ dùng số tiền đó, Xanh sẽ chi tiêu bấy nhiêu. Xanh muốn chia sẻ đến tất cả các chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho Xanh thì thông cảm cho Xanh, Xanh sẽ giúp từ từ thôi, sẽ tới thôi. Nếu cô chú anh chị với khán giả nào mà có thấy mà mình gửi tiền để phát gạo hay là cho người nghèo rồi mà chưa xài tới á, thì sắp tới sẽ xài tới thôi cô chú anh chị. Và Xanh cũng mong là cô chú anh chị với khán giả của Mạnh Thường Quân là có gửi tiền cho Xanh á, thì nhớ cho Xanh biết là số tiền đó là bao nhiêu tiền và là sẽ giúp cho ai, hay là phát gạo hay là giúp trong đối tượng hoàn cảnh nào, để cho Xanh biết.
chứ cô chú anh chị biết khán giả có khi là chuyển cho Sanh rồi mà cô chú anh chị không có cho Sanh biết, cái Sanh số tiền thì vẫn nằm còn đó nhưng mà mình Sanh không biết của cô chú nào đó. Sanh rất là sợ, rất là nhạy cảm, sợ có khi mình không có ghi, mình không có đọc, tại mình đâu có biết tên ai đâu mà đọc, tức khi mình không đọc thì nhiều cô chú cũng có thể là hiểu lầm đó, thì điều đó Sanh rất là đáng tiếc. Cô chú anh chị cũng giống như Sanh thôi, đều những người có tâm thiện giống nhau cả, cho nên thì mình hãy cùng chung tay giúp cho người nghèo và mình cũng sẽ cố gắng xây dựng một tình cảm thật là tốt nhất, tránh cho sự hiểu lầm hay là những gì đáng tiếc thì rất là tiếc lắm cô chú anh chị. Cuối cùng thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các chú anh chị mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã có lòng hảo tâm giúp cho bằng con nghèo, thì xin rất là trân trọng cảm ơn. Bây giờ thì Sanh sẽ được phép chào tạm biệt tất cả các chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị video tiếp theo, thì sẽ có những thước phim là tràn đầy ý nghĩa mà giúp cho bà con nghèo nha các chú anh chị. Bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Chào cô chú anh chị, các cô chú mạnh thường quân. Bữa nay Hoàng Sanh có gửi đồ mua nhu yếu phẩm như là đường, bột ngọt, nước mắm, muối, gạo 10 kg với hộp dịch, tổng cộng là 250.000. Mỗi phần quà là 50 phần quà. Rồi cảm ơn cô chú xóm Phú Mỹ đã gửi rau cho xã Thuận Hưng là 60 phần quà, 50 phần quà. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Rồi có khô, cái này khô của con cho cô chú luôn, được 50 phần. Rồi học dịch 20 trứng nè. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Hoàng Xanh. Hình ảnh cô chú anh chị đang xem đó là chị Hoàng đang mang những món quà yêu thương của các cô chú anh chị mạnh thường quân mang đến cho những hoàn cảnh nghèo. Thì thật sự là chị Hoàng là lần đầu tiên phát quà đó cô chú anh chị, cho nên thì hình ảnh video của chị Hoàng gửi đến cho Xanh để mà Xanh gửi đến tất cả cô chú anh chị với khán giả với mình thông vương trong và ngoài nước, với lại những hình ảnh chi tiết thì cũng chưa được sâu sắc, cho nên thì có những đoạn video không được chất lượng, cho nên thì Xanh phải cắt bỏ bớt cô chú anh chị. Cho nên những hình ảnh Xanh đang truyền tải đến tất cả các chú anh chị đang xem ở đây đó, những hình ảnh chân thực nhất mà chị Hoàng đã không ngại đường xa xa xôi để mà tới thăm những hoàn cảnh nghèo. Xanh thấy những cái hình ảnh này Xanh cảm thấy rất là xúc động. Thì chị Hoàng có nói với Xanh thì rất là ngại khi mà đi quay cho Xanh mà hình ảnh không có được chất lượng, nhưng mà Xanh có chia sẻ là không sao cả. Cuộc sống này thì cảm thấy rất là tươi đẹp khi mà những tình yêu thương của tất cả các chú anh chị mình thường vương đã có lòng để mà chia sẻ đến những hoàn cảnh nghèo, điều đó rất là tốt. Một lần nữa xin kính chúc tất cả các chú anh chị quý khán giả trong và ngoài nước gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị quý khán giả video tiếp theo chị Hoàng sẽ phát quà, thì Xanh sẽ hướng dẫn cho chị Hoàng quay phim tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Đời được bao lâu cho ta mang nỗi ưu sầu, tiền bạc lời dành ra đi có mang được gì, ta sống an lành sẽ gặp nhiều niềm vui. Ta sẽ không gặp nhiều niềm vui. Ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười. Rồi mãi xa kịp con người trở về cát bụi thiên thu. Tiền là phù du, mê chi cuộc sống sang giàu. Bao nhiêu vật chất trên đời chỉ là cõi mà chúng ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười. Rồi mãi xa kịp con người trở về cát bụi thiên thu.